Người đàn ông nghèo đi bộ hơn 300 km chỉ với 10.000 trong túi, dù đang rất đói nhưng vẫn quyết không nhận cơm nếu chủ quán không lấy tiền. Mới đây, một đoạn clip trích xuất camera từ một quán ăn đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Cụ thể, video quay lại hình ảnh một khách hàng với gương mặt khắc khổ đi vào quán cơm. Khi nghe giá 25.000 một đĩa thức ăn, chú đã dè dặt hỏi bán cho chú một đĩa 10.000, chan nước tương cũng được vì trong túi chú chỉ còn đúng 10.000. Thấy chú khó khăn, chủ cửa hàng đã quyết định tặng lại chú đĩa cơm. Tuy nhiên, chú nhất quyết không nhận, còn bỏ đi, buộc chủ quán phải lấy tiền chú mới nghe. Trong lúc làm, cô chủ còn cho thêm thịt kho, nhưng chú lại quả quyết chỉ ăn cơm chan nước tương. Khi được chủ quán hỏi, chú mới nói, mình là người Kiên Giang, đi bộ về Đồng Nai, trong túi chỉ còn đúng 10.000, không nguyên vẹn. Khi đi, cô chủ tặng chú một hộp cơm ăn đi đường, nhưng chú chỉ nhận một ly trà đường. Một tiếng sau, cô chủ chạy theo gửi chú ít tiền xe về. Lần này chú không từ chối nữa mà bật khóc nói lời cảm ơn vì không nghĩ là mình gặp được người tốt như vậy. Ngỡ mới thấy có nhiều người còn khổ hơn mình rất nhiều. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng lòng tự trọng của họ vẫn rất cao, không hề muốn làm phiền hà đến người khác.